Be strong. Okay, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì bữa nay bóng banh nó đã cập nhật cái chế độ mới anh em, mà 1v4 là 5 người cùng đánh trong một trận. Thì nó đặt cái tên là hội nghị ẩu đả, diễn ra trong vòng 13 ngày. Nó giống như là cái chế độ hỗn chiến vậy đó. Cũng có thời gian bắt đầu và kết thúc, rồi có các cái vật thưởng để mua vật phẩm nè, rồi có xếp hạng nữa ha. Mấy hạng này thì chắc là mấy anh pháp sư thôi, mấy anh Đài Loan. Hạng nhất được 3 cái bóng gương luôn. Ở đây mình có cái bóng mới nè, đem vô đánh cái chế độ mới luôn anh em, mà xem coi nó như thế nào. Có đánh thử một vài trận rồi thì cảm giác là trong này đam mấy cái con quái có vẻ nó trâu, đánh nhanh chết lắm, không đánh lâu lâu như là đánh PB đâu anh em. Mà với lại cái lượng PB hồi nó cũng rất là ít nha, nếu mà không đánh ngộ không thì có vẻ mua cũng phải tiết kiệm phết á. Nhưng mà không biết cái chế độ này phần thưởng nó ngon vậy thì không biết có nhiều người chơi không, chắc là nhiều người tại vì phần thưởng nó xịn mà. Chứ giống như chế độ 2v2 thì giờ không còn ai chơi. Đây, cái giao diện lúc vô thì sẽ là nó tự động nó chọn cho mình một cái mục tiêu để đánh khống chế ha. Thì cái này có thể đánh hội đồng, nếu mà bị 3-4 người kia mà cùng đánh khống chế vào một người là coi như toàn, khả năng hay toàn cao ha. Đây anh em để ý nó có cái biểu tượng đỏ đỏ, nếu mà ai nhắm vô bạn nó sẽ có xuất hiện một cái biểu tượng á. Đây mình chuyển qua các bạn bên này coi. Thì đánh ở cái chế độ này đó, những người mà có cái ô vàng vàng là như bạn vàng vàng kia là bị nhiều người tập trung vào đánh nè. Thấy là mấy cái hiệu ứng nó văng qua bên cái bạn có ô vàng á. Thì mình thì sẽ không biết được đối thủ đang ấy đang tập trung đánh vào ai, chỉ biết là nếu mà đối thủ đánh vào mình thì nó có cái chữ là nhắm vào bạn thì mình còn biết thôi, còn nếu mà nhắm vào người khác không phải là mình á thì mình cũng không biết. Ở đây hiện tại thì bốn bạn kia cũng không có nhắm vào mình, đâm ra là không có biết là đang đánh với ai ha. Còn mình thì mình đang nhắm vào cái bạn ở góc cuối kia kìa, thì cũng chẳng biết nhắm ai, nhắm đại thôi. Nó có boss ha, nó có thầy boss, thì nó có 3 con boss mới trong cái chế độ này nữa. Một con giống con khóa phun mực, một con thì dạng tàng hình để né đạn, và một con là giống kiểu như bóng thời gian á, làm giảm tốc đánh ha. 3 con thì maximum sẽ đẩy ra được 2 con boss, nếu mà mình không có ném boss thì về late game nó sẽ tích được 2 con boss á, hoặc là ném ở đầu thì về cuối nó vẫn tích được ha. Nói chung mới đánh có vài trận thôi nên chưa có rành lắm. Đó, ném boss này anh em để ý, bên như bên kia nó có dấu mũi tên là ném boss á. Cái bạn mà mình đang đánh vào là bị, bây giờ cái bạn cừu non kia lại chuyển qua cái bạn kế bên kìa anh em thấy không? Cừu nó lại nhảy qua bên kia rồi. Thì đánh cái này nếu mà gặp một anh bạn bự đi, bốn anh bạn yếu có thể hợp lực đánh focus vào cũng được, nhiều khi loại được cái người mạnh ra để mà tranh những cái chức cao ha. Thì mình nghĩ chắc là sẽ có phần thưởng tương ứng từ hạng 1 đến hạng best thôi. Đây 5 người thì chắc từ hạng 1 đến hạng 5 thì sẽ có những cái phần thưởng riêng. Anh em để ý cái biểu tượng boss nó đang cháy cháy đỏ đỏ này là chúng ta có thể thả boss nè. Mà để tí nữa đó anh em, đây chọn quái vật nè, nó có 3 con mới với lại những cái con boss cũ ha. Thì khi mà chọn nó sẽ thảy qua bên kia đó, khá là hay anh em. Mà lúc đầu không biết thảy boss thế nào, thấy bên kia thảy boss mà không biết, để ý có cái biểu tượng này mới biết ha. Chọn một con boss để ném qua thì thường để về late game á anh em. À, để về late game có vẻ nó sẽ có ưu điểm khi mà để dành á. Đây mình ném boss thử nè, đó là bên kia bị dính hai boss ha, một con boss của hiệp với lại một con này giống con thời gian. Không, con này là cái giống con này là con dạng con phun mực. Đó, nó phun mực anh em mà, giống con khóa, nó phun vào thì bóng sẽ không có mà đánh được. Anh em thấy nó phun một mảng mực đen thui không? Thì nó giống con khóa ha. Ở đây thì mình thấy có vẻ như con ma tàng hình né đạn, có vẻ con đấy có vẻ ổn nhất hay sao á. Với lại cái con chúa tể thời gian, con đấy hình như là giảm tốc đánh, nghe cũng trâu, cũng kiểu như là khống chế cứng vào đội hình đấy.
Thì cái trận đấu 1-4 này mình thấy diễn ra cũng khá là nhanh, có thể là tới hiệp 5, hiệp 6 là cảm giác nó đuối lắm anh em ạ. Kiểu như trong này nó bút quái với lại hình như trong này nó cấm sát thương hay sao á. Nó vẫn nổ sát thương vàng mà đúng không ta? Nãy giờ không để ý, hình như nó không còn, ừ nó vẫn có sát thương vàng mà, nhưng mà kiểu như là sát thương nó bị sát thương độ trâu bò của quái với boss nó tăng lên á. Ok bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái con lữ bố ha. Con lữ bố này thì nó giống con Esler, giống cả con dương tiễn kết hợp của Esler dương tiễn. Nó có quạt 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 đấy nè, thì khi mà lên được 50 số nó sẽ triệu hồi một cái hình nhân gọi là vô song, lữ bố vô song đánh rất là mạnh ha. Nó phải lên được 50 số, giai đoạn đầu thì nó cũng bắn tèn tèn thôi. Đây mình thấy con boss tàng hình qua bên bàn bên kia kìa. Đó, một một bạn thì đã hạng 5 mà hy sinh rồi. Đó nó tàng hình á, tàng hình nhưng vẫn bị đánh trúng à. Ở bên kia chắc sắp đi được quá anh em mà, nhiều khả năng hẹo luôn là con boss này không. Tạch luôn quá anh em mà. Tạch luôn rồi. Mất máu, hình như bị mất hai máu. Thì cái bóng lữ bố này ra có khả năng sẽ trâu đấy anh em, mà đợt vừa rồi nó ra con cọ thần nghe có vẻ hơi lỏ, nhưng mà bây giờ nó ra con lữ bố này nghe có vẻ mạnh đấy, cảm giác nó mạnh đấy anh em, mà nó đánh gần đánh xa được, nó quạt quạt như dương tiến này thôi, nhưng mà tí nữa nó triệu hồi lên 50 số nó thành lữ bố vô song là nó đánh xa được ha, nó đánh gần đánh xa được luôn, nó đánh xa thì nó bắn 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 á, còn ở gần nó quạt 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 nè. Đây lên 50 số này nó triệu hồi ra được chiến thần lữ bố vô song quạt quạt này. Cái con này nó không cần đứng đầu cửa đâu, nó đứng ở bên trong thấy nó vẫn quạt được, nó quạt xong nó bắn ra đạn nha. Còn mình không biết là cũng chưa rành con này lắm, nếu mà nó đứng ở bên trong thì nó quạt nó vẫn bay ra đạn, thì không biết là so với việc nó quạt dính vào cái con quái thì nó như nhau hay không nha. Này cháu hãy thăm dò thời gian anh em mà. Rồi bên kia có một bạn toang rồi kìa, thì còn hai đối thủ nữa ha. Nói chung đánh giai đoạn đầu thì chắc mấy bạn này cũng chưa đủ mạnh nữa. Nhưng mà cảm giác nó trâu anh em thấy không, đâu có sốc đam được con boss đâu, boss sáng là trâu nha, đánh không được anh em mà, kiểu không sốc đam được ấy. Mình có nên thấy boss của bạn bên này không ta, thấy một con boss qua luôn, nhưng mà bạn bên này như tạch luôn rồi anh em, mà hơi phí. Tốt nhất là anh em nên để dành, mình nghĩ là để dành ít nhất là một con boss về late game. Mà đây bạn bên kia mà có boss thì toàn đây anh em để ý này, nó có cái biểu tượng nhắm mục tiêu vào đối thủ nè. Bây giờ còn có hai người thì hai người nhắm vào nhau thôi chứ cũng không còn nhắm được đi đâu nữa. Thì cái bóng lưu bố này nó tương đối là nó giống con Esler, nó hấp thụ bóng, nó có một bản gốc và những cái bản sao hấp thụ vào. Thấy bảo có khả năng tự hóa giải hiệu ứng bất lợi nó thì phải, nhưng mà mình đọc thì không thấy thôi. Để tìm hiểu thêm sau đó là một vài trận solo nữa xem thế nào ha. Ở đây level 8 nên chưa có kỹ năng thức tỉnh, thôi chờ khi nào lên được level 9 rồi làm cái kỹ năng thức tỉnh ha. Anh em có thể thử nghiệm trong cái chế độ thử nghiệm á, chắc lên trong đó level 18 thì thử nghiệm chắc ngon, nghe mạnh đó. Nói chung con này thì thông tin nó cũng rõ ràng nên anh em cũng không có gì khó hiểu về cái con này ha. Được cái là cái hiệu ứng nó đẹp anh em, mà lữ bố mà sao nhìn giống mặc đồ của Ngộ Không quá, cầm thì cầm cái ba giống như của Dương Tiễn đấy chứ, kết hợp lung tung beng hết anh em mà. Đó bên kia thì có vẻ cũng đuối rồi, nói chung hiệp này cũng không sốc được con boss luôn, trong này nó trâu lắm anh em, mà đánh không sốc đam được, mà cái lượng PP nó hồi cũng rất là ít nha. Ở đây mà đánh Ngộ Không cho nên là nó tự đè bóng nó còn đỡ, nhiều khi không giết được con boss luôn anh em mà, ghê gì chứ. Trong này nó vẻ nó rút thời gian lên rất nhiều mà vẫn giết được boss ha. Bên kia thì bị mất mất hai máu rồi, thì cảm giác trong này đánh thấy nhiều bạn đánh tường hoặc là đánh sân xanh thì bóp những người mà không đánh Ngộ Không á, gặp đánh sân xanh ok, hoặc là đánh tường về late game cũng cầu kéo khá là ngon. Cái này nó nhanh lắm, hiệp 6 là tạch hết rồi nè anh em thấy không. Ok, nếu em coi video clip đây thấy hay thì đừng quên để cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Ở đây nó có phần thưởng nè, sau khi thắng nè cộng điểm để xếp hạng các kiểu nữa, nhưng mà chắc cũng không có thời gian cày đâu. Vô top 100 là cũng ngon đấy anh em mà. Ok, thì chắc mình kết thúc video clip này thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.